Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Nghệ sĩ Hùng Rùi, bản thân của cố nghệ sĩ chỉ tay đột ngột qua đời vì Covid-19. Thông tin nghệ sĩ Hùng Rùi qua đời đã khiến nhiều người vô cùng đau lòng. Sáng hôm nay ngày 5 tháng 1, ông xã Vũ Thu Phương vô cùng đau buồn thông báo bản thân của cố nghệ sĩ chỉ tay, nghệ sĩ Hùng Rùi, đã qua đời. Nguyên nhân đưa ra là vì nam nghệ sĩ nhiễm Covid-19, ông qua đời ở tuổi 62. Được biết, nghệ sĩ Hùng Rui là một người anh, người bạn thân thiết của nhiều nghệ sĩ Việt như Xuân Lan, nghệ sĩ Chí Tài, MC Kỳ Duyên từng tiết lộ Hùng Rui là một người bạn thân thương của giới nghệ sĩ. Thanh đến độ, người ta nói rằng nếu chưa biết đến Hùng Rui thì chưa chính thức bước vào gia đình nghệ sĩ hải ngoại. Thanh Thủy Hà đau xót trước thông tin nghệ sĩ Hùng Rui ra đi. Xuân Lan tiết lộ khi nghệ sĩ Chí Tài ra đi, nghệ sĩ Hùng Rùi đã nhắn tin với cô. Nghệ sĩ Hùng Rùi là bạn thân của cố nghệ sĩ Chí Tài từ thời Nam danh Hai còn chưa nổi tiếng. Nghệ sĩ Hùng Rùi và Kỳ Duyên có mối quan hệ khá thân thiết, nữ MC cũng thường xuyên dành cho cố nghệ sĩ những lời tri ân trước truyền thông. Hầu hết những nghệ sĩ nổi tiếng của Vbiz đều có mối quan hệ thân thiết với nghệ sĩ Hùng Rùi, do đó thông tin cố nghệ sĩ qua đời vì dịch bệnh Covid-19 đã khiến nhiều người không khỏi đau lòng. Diễn viên gạo cội TVB Lý Hương Cầm qua đời ở tuổi 88. Nữ diễn viên gạo cội TVB Lý Hương Cầm vừa qua đời tại nhà riêng hưởng thọ 88 tuổi. Con gái của ngôi sao quá cố thông báo tin buồn đến người thân, đồng nghiệp và khán giả. Tin tức trên khiến cho dư luận tiếc thương. Trên mạng xã hội, khán giả gửi lời chia buồn đến gia đình của Lý Hương Cầm. Được biết, sức khỏe của bà yếu đi từ năm 2010 sau khi ngất trên trường quay Công chúa Giá Đáo của đài TVB. Năm 2012, bà bị ngã ba lần tại nhà, bị gãy xương và nhiều lần nhập viện. Những năm gần đây, bà thường phải ngồi xe lăn. Đầu tháng 12 năm 2020, tình trạng của bà trở nặng và phải nhập viện cấp cứu nhiều lần. Gia đình đã chuẩn bị sẵn tinh thần khi nhận được chẩn đoán từ bác sĩ. Ở những giây phút cuối cùng, bà ra đi một cách thanh thản trong vòng tay của con cháu. Lý Hương Cầm tên thật là Lý Thủy Cầm, sinh ra trong một gia tộc nhà giàu có ở Ma Cao, Trung Quốc, bà là một trong những nữ diễn viên gạo cội của màn ảnh Hồng Kông, Trung Quốc từ thập niên 1960 đến nay. Năm 1972, Lý Hương Cầm chính thức gia nhập đài truyền hình TVB, trở thành một trong những MC trụ cột của tiết mục tổng hợp ăn khách Hoang Liêu Kim Tiêu. Bà còn góp mặt trong những bộ phim truyền hình thân tình người trong lưới, công chúa giá đáo, sức mạnh tình thân với hình tượng người mẹ, người bà từ hiểm ác đến hiền lành. Những vai diễn của bà đều tạo nhiều thiện cảm cho khán giả. Năm 2010, nữ diễn viên sau khi đóng xong phim Công Chúa Giá Đáo cũng chính thức giải nghệ. Mười năm qua, bà luôn dành thời gian dưỡng bệnh và tin niềm vui bên gia đình và con cháu. Một số nguồn tin cho biết, do tình hình dịch bệnh Covid-19, phía gia đình có nguyện vọng tổ chức lễ tang một cách đơn giản, Tuy nhiên, phí Hiệp hội Nghệ sĩ Hồng Kông bày tỏ mong muốn có một buổi tưởng niệm riêng để cho khán giả và đồng nghiệp được đến viếng và đưa tiện cố diễn viên. Nhật Cường gục ngã, người thân khóc ngất khi tự tay bấm nút hỏa táng Vân Quang Long. Chiều ngày 29 tháng 12 vừa qua, ca sĩ Vân Quang Long, cựu thành viên của nhóm 1088 đã đột ngột qua đời tại Mỹ vì một cơn đột quỵ, hưởng dương 41 tuổi, vì tình hình dịch bệnh nên gia đình của Vân Quang Long không thể đưa thi hài của anh về Việt Nam mà phải hỏa táng tại Mỹ. Trước khi hỏa táng, gia đình có tổ chức một lễ viếng kéo dài 2 ngày cho Vân Quang Long. Sau 2 ngày tang lễ, tới sáng nay ngày 5 tháng 1, gia đình đã hoàn thành những nghi lễ cuối cùng và đưa thi hài Vân Quang Long đi hỏa táng để về nơi an nghỉ. Trong những giây phút cuối cùng, ca sĩ Kevin Trần, một người em thân thiết với Vân Quang Long chia sẻ, cô đã nhìn thấy anh ứa nước mắt trong một khoảnh khắc nào đó cô nói, cậu và mở ruột của Vân Quang Long đang xúc động quá nên không thể phát biểu được. Cậu đã khóc rất nhiều rồi, tôi thương lắm. Vì vậy tôi xin thay mặt cho gia đình nói lời cảm ơn tới toàn bộ mọi người, cũng như là anh chị em nghệ sĩ đã bay từ rất xa tới đây để hát đêm cuối cùng cho anh Long. Tôi xin cảm ơn các nghệ sĩ bên Việt Nam đã dành những lời tâm sự cuối cho anh Long. Tôi cũng cảm ơn khán giả đã ủng hộ, theo dõi tiếng hát của anh Long trong suốt thời gian qua. Tôi tin rằng dù anh Long không còn nữa, nhưng những hình ảnh và kỷ niệm đẹp nhất về anh ấy vẫn ở trong tim của mỗi chúng ta. Bầu show Liên Phạm, một người từng làm việc với Vân Quang Long suốt 14 năm qua cũng lên tiếng phát biểu. Tôi đã làm việc với Long được 14 năm rồi. Long là người chỉ nói có mà không bao giờ nói không, miễn vui là được. Bởi vậy nên Long có những niềm đau không thể chia sẻ ra, mọi người không thể hiểu được. Long là người ca sĩ rất chân tình, tôi coi như em trai long lúc nào cũng quý mến anh em đồng nghiệp xung quanh không bao giờ canh tị với ai cả luôn đem niềm vui đến cho mọi người tôi rất buồn khi mất đi một người em trai như vậy tôi không biết nói gì hơn nữa chỉ biết cầu cho long được an nghỉ giây phút đưa tiễn vân quang long về nơi an nghỉ cuối cùng khiến cho mọi người vô cùng xót xa tất cả người thân trong gia đình anh đều bật khóc nức nở danh hà nhật cường còn gục ngã ngay sau khi xe tan phải có người đỡ dậy mới đi được nghẹn ngào nhất là cảnh người thân trong gia đình vân quang long phải từ tay bấm nút để khởi động lò hỏa táng chị hai anh đã khóc ngất ngay sau khi bấm nút linh lan nói gì khi bố mẹ vân quang long không chấp nhận mình là con dâu mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại cuộc trò chuyện của bố mẹ vân quang long theo đó đấng sinh thành vân quang long có những chia sẻ rất thẳng thắn về linh lan người phụ nữ được biết đến là vợ hiện tại của con trai ông bà đáng chú ý bố mẹ của cố ca sĩ không chấp nhận linh lan là con dâu thứ hai nói đây là người vợ không hợp pháp theo pháp lý cô linh lan đối với hai bác không liên quan con cái con dâu gì cả chỉ có cái danh mà thôi đâu có cưới hỏi hôn thú hay chấp nhận gì đâu cô chú coi con dâu cũ như con gái nó đối xử với cô chú bình thường cô linh lan này cô chú không ai đứng ra cưới hỏi nên không phải con dâu hợp pháp cũng vì thằng long chết nên người ta mới xé chuyện ra Chứ ở đây chẳng ai biết nó có vợ mới Hai bác từ đầu đã nói là không chấp nhận Hai bác chỉ chịu một vợ một chồng Đấng sinh thành của Vân Quang Long cho hay Sự việc trên ngay lập tức gây tranh cãi trên mạng xã hội Bởi Vân Quang Long và Linh Lan sống hạnh phúc đã qua 4 năm Nhiều bình luận cho rằng dù Linh Lan không phải vợ trên giấy tờ của Vân Quang Long song vẫn có tình nghĩa vợ chồng Và bố mẹ của cố ca sĩ đã nặng lời khi nói đến bạn đời của con trai không chỉ nhiều cư dân mạng chỉ trích một số nhân vật trong làng giải trí cũng không vừa lòng với những phát ngôn của đấng sinh thành Vân Quang Long. Trước những ồn ào trên mạng xã hội liên quan tới bố mẹ Vân Quang Long, Linh Lan không giấu nổi nỗi buồn và những giọt nước mắt. Cô không muốn bàn luận những phát ngôn của đấng sinh thành bạn đời bởi tôn trọng họ. Linh Lan đồng thời mong khán giả và đồng nghiệp trong giới giải trí của Vân Quang Long dừng lại việc chê trách người cao tuổi để cho chồng cô ra đi một cách bình yên tôi đã xem được clip đó tôi đã rơi nước mắt và rất buồn giờ tôi không biết nói gì chỉ muốn mọi người hãy để cho anh long ra đi một cách thanh thản thi hại anh ấy vẫn còn chưa thiêu mà tôi chỉ mong mọi chuyện được êm xuôi để anh long được mỉm cười nơi chính suối tôi cũng không trách gì ba mẹ bởi ba mẹ sinh ra và dưỡng dục anh long cũng nhờ vậy tôi mới có người để thương yêu anh long rất thương tôi điều đó chỉ cần anh ấy biết tôi biết trời biết đất biết tôi không cần ai biết điều đó cả tôi chỉ xin khán giả và người hâm mộ của anh long bạn bè thân hữu mọi người đừng chửi mắng ba mẹ anh long nữa tôi chấp nhận sai hết mọi chuyện giờ chỉ muốn anh ra đi một cách thanh thản không phải tôi nhận sai vì điều gì tôi chỉ muốn anh long được vui bởi khi còn sống anh không thích chuyện cãi nhau chỉ muốn được vui vẻ chắc chắn anh ấy không muốn nhìn thấy gia đình mình xích mích